hãng xe Pháp Renault tháo chạy khỏi thị trường Việt lần nữa. Hãng xe đến từ nước Pháp Renault đã âm thầm rút khỏi thị trường Việt Nam lần thứ hai sau 11 năm có mặt. Trong 11 năm có mặt tại thị trường Việt Nam, Renault đã từng tuyên bố rút khỏi đây vào năm 2017. Tính cả lần này, hãng xe đã có hai lần tháo chạy khỏi giải đất chữ S là một nhà sản xuất ô tô nổi tiếng đến từ Pháp nhưng Renault không mấy thành công khi kinh doanh tại Việt Nam. Hiện tại, Trang web chính thức của Renault ở Việt Nam đã không còn hoạt động trong khi các kênh truyền thông khác như Facebook đã giảm tương tác từ tháng 6 năm 2021. Theo nhà phân phối, Renault đã chính thức ngừng bán xe mới từ quý 2 năm nay. Trước đó, họ cũng chỉ bán hai mẫu xe Captur và Arkana, giá 799 triệu và 919 triệu đồng, nhập khẩu nguyên chiếc tại Nga từ nửa cuối 2020. Renault thuộc liên minh ô tô Renault-Nissan-Mitsubishi những ngày đầu gia nhập thị trường Việt, Renault mang sản phẩm của mình đến với khách hàng thông qua nhà phân phối ô tô Đến năm 2019, sau 2 năm vắng bóng, Renault đã quay trở lại với đơn vị phân phối mới, đó là công ty công ty Uyên Việt Nam, mới đây, thương hiệu Pháp tiếp tục nói lời chia tay. Cùng với đó dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa cũng không được duy trì. Theo đó, nhà phân phối sẽ hỗ trợ mua lại xe Renault của khách hàng không còn nhu cầu sử dụng hoặc tặng một khoản chi phí nếu tiếp tục sử dụng xe, hiện chưa rõ khoản tiền trị giá bao nhiêu, nguyên nhân chính của động thái rút khỏi thị trường Việt Nam, Renault cho biết hãng muốn tái cơ cấu lại hoạt động kinh doanh trên toàn cầu. Với mối liên kết chặt chẽ cùng Nissan và Mitsubishi, Renault được liên minh quyết định sẽ tập trung kinh doanh và phát triển tại khu vực châu Âu theo kế hoạch công bố vào năm 2020. Trong khi đó, Nissan sẽ tập trung vào các thị trường Mỹ và Trung Quốc còn Mitsubishi vẫn hoạt động chính ở khu vực Đông Nam Á và Châu Đại Dương, đồng thời chuyển nguồn lực RD sang các loại phương tiện phổ biến tại đây như xe bán tải, crossover và xe van.